Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người và chào cô H. Nếu có xem được clip này thì hôm nay trước hết thì con cảm ơn cô H đã gửi một phần quà về cho gia đình của con. Thì bây giờ tụi con đã nhận được rồi, cũng không quên cảm ơn cô H và gia đình của cô H. Chúc gia đình cô H thật nhiều sức khỏe. Và cái phần quà này con quyết định là sẽ chích một số ra để mua sữa cho bé béo nhà con. Tại vì nó bú mẹ nó giết rồi, mẹ nó gầy quá. Với con sẽ đổ xăng đi quay clip cho bà con xem. Nếu mà trên đường quay clip á, có gặp thấy ai hoặc hoàn cảnh khó khăn á, thì con sẽ chích một phần này ra để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng như hai mặt cô giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì có một chị nhờ em là quay lại xem giùm cái ngã ba mà ngày xưa em có quay một cái clip giúp cho cái chú Jimmy Nguyễn xem lại ngôi nhà đó. Thì chị có tên là Miate, với một chị nữa, một anh chị gì nữa có nick Channel. Xem lại cái ngôi nhà ở 101, 103, 105 trên cái con đường 2 tháng 9. Thì hôm nay em sẽ thực hiện gửi đến chị Niate với cái chị Disney Channel. Đúng rồi. Thì giới thiệu với tất cả mọi người, hiện tại em đang trên cái con đường 30 tháng 4. Bên đây là nhà văn hóa Vĩnh Long. Đó. Thì em sẽ đi quay ngay cái khu ngã ba mà chị Niate yêu cầu trước, rồi xong sẽ chạy qua bên đường 2 tháng 9 cho chị anh chị có channel gì đó xem lại ba ngôi nhà bên kia. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người đi nha, nãy giờ đi mất tiêu mà quên nữa. Dạ thì cũng thật lòng là trong clip này á, em gửi lời xin lỗi đến các anh chị cô chú mà có nhờ em đi quay clip mà dạng như ở những cái địa danh xa quá, thì những clip đó nếu mà có dịp thì em đi ngang đó thì em sẽ quay lại, chứ mà quay từ đây mà kêu em qua bên mình Minh quay để gửi cho anh chị xem thì nói chung là nó quá xa, anh chị cũng không cảm cho em. Với có một anh nữa, anh Tàu Nguyễn, xin lỗi Tàu Nguyễn, có nhà là quay trên Bắc Mỹ Hận á, nhưng mà bây giờ thì nói chung trên đó cũng trái đường tụi em quá, thì có gì nào em lên đó em sẽ quay lại cho anh em. Bây giờ tới cái ba của chị ấy yêu cầu còn lại cái, tại vì ngày xưa á xe quá mọi người ơi. Ngày xưa chị cũng không nhớ là cái ngôi nhà bây giờ số mấy nữa, cho nên chị kêu quay lại cái ngã ba chậm chậm cho chị xem. Quá. Ý, bữa nay cô có bán cháo lòng nữa nè. Đó, với lại mình quay cái chỗ bán nhang đèn này lại cho một lần nữa cho cái chị Lam Anis yêu cầu đó. Đây là sắp tới cái ngã ba của chị Miate. Dạ, mấy cái tiếng Anh á em ơi khó nhớ mọi người. Cứ quay chậm chậm. Cô chú kìa. Cô chú này chắc bán đồ đây. Cả cô nãy giờ chưa nhớ luôn hả? Chưa nhớ luôn á, nói thật sự mà nói. Cat Disney Channel. Cat Disney Channel là anh chị đó có nhờ quay cái con đường 2 tháng 9 xem lại ba ngôi nhà 101, 103, 105. Rồi chị Miate là xem ngã ba ở khu vực này. Đúng rồi. Bây giờ mình đang trên cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Ra ngoài ngã ba này là đường 34 lại chạy hẳn phía kia. Vậy là phải là đường 2 tháng 9 là mình rất là rồi. Bây giờ em clip này bây giờ gửi trước cho chị Miate rồi đó. Tiếp theo là em sẽ gửi đến Cat
Disney Channel clip này mọi người. Hôm nay nói chung nó hơi gói một chút, tại vì cũng rất là nhiều người yêu cầu quá, cho nên em tiện đường thì em quay chung hai người hoặc là ba người vô chung một đoạn clip nha mọi người. Chứ quay mỗi người đoạn clip thì nó lâu lắm mới tới cái lượt người khác. Thì cũng thành thật là xin lỗi tất cả các cô chú anh chị đã yêu cầu quay những cái đoạn đường mà những cái nơi đó mà thật sự em là không có thời gian, hay là em không có rảnh để đi cái con đường đó, cho nên em không có ghi lại hình được. Thì cũng mong anh chị thông cảm sự chậm trễ này của em. Đây ngã tư mọi người, ngã tư này là đường 29 phía mặt là cầu Lầu, còn bên mé tay trái á, là cầu Hiệp Đức. Giờ em rẽ vô đường 29 đi. Rồi em sẽ có số nhà từ 106 nè. 106 bên kia. Dạ vậy là số nhà ở bên mé tay trái em mọi người ơi. Đúng rồi. Khoan để anh chỉnh máy lại cái nha. Anh giờ em tạm dừng đây cái. Tạm dừng xe đây cái. Chỉnh nha. Được rồi, mình đi tiếp thôi mọi người ơi. Ở đây có xe bánh tiêu mọi người. Ăn cũng ngon lắm á. Gần cái chỗ này. Chỗ này là hội tinh học tỉnh Vĩnh Long ha. Ngôi nhà này nhìn rất là cổ. Được. Hôm nay mọi người em cập nhật thông tin gửi mọi người một chút xíu nha. Thì giờ hôm nay Vĩnh Long có mưa, nhưng mà mưa ngang qua, nhưng mà hạt mưa em thấy cũng rất là lớn nha mọi người. Hạt mưa em thấy lúc mà mưa ở khu vực em ở á, thì hạt mưa to cỡ như đầu đũa em mọi người, nhưng mà không phải là mưa đá. Thì mọi người đi vào mùa này thì nên chuẩn bị đem theo áo mưa. Thấy mưa thì nên chú núp chỗ nào, thấy chỗ nào núp vô được thì núp. Núp bóng cây nha. Núp bóng cây rất là nguy hiểm nha mọi người. Bây giờ em tới số 57 rồi. Bây giờ chạy qua khu này luôn. Đi tìm thôi. Nói chung là đây là ngã tư giáp với đường Hưng Đạo Dương nè mọi người. Bên mé tay trái là qua bên đường Trần Đại Nghĩa. Cũng xin lỗi chú Trung nha, tại cháu cũng không có thời gian cho nên chưa có gửi được một clip của chú Trung yêu cầu nữa. Chú Trung nói là có mở cửa rồi, nhưng mà tại mình đi ngang mình không thấy mở cửa thôi. Em biết rồi, mình đi sớm á, chắc vậy quá. Cái gì xem mà mới qua. Đúng rồi. 85 rồi mọi người. Quán phở 91 này cũng đắt lắm nha mọi người. Có cô là yêu cầu bữa nào quay quán phở nào ngon ngon ở Vĩnh Long chia sẻ cho cô. Phở 91 gần góc ngã tư đường Trưng Nữ Vương mọi người, giáp với bên kia là Phạm Thái Bường. Trước kia bên Phạm Thái Bường, đường Phạm Thái Bường là đường Văn Khu cái gì? Khu Văn Ba. Dạ Khu Văn Ba, xin lỗi. Cách đây 1 rồi, đó rồi. Đâu? Rồi quán trà Thanh Đạm là 101 cái chị cái chưa xin đồ yêu cầu nha. Bây giờ là quán trà Thanh Đạm, ở đây quán đồ ăn chay cũng rất là ngon. Kế bên là 103, nhà này có mái ngói rất là nhìn rất là xưa. 103A luôn. 105 chưa thấy số 105 à. Trăm lẻ năm A là cổng màu trắng, nhà lầu. Để em chỉnh góc máy lên chút mọi người.
Đây là 105A. Quay lại chứ, mình mới quay lại chứ. Để mình ở đây cái đi. Xích tới cái bị đuổi rồi. Có cái anh này, anh bên Bách Quá Xanh đậu cản chở giao thông. Còn ở đây là 105 nè, phải không? Ngôi nhà ngói này. Còn kia là 103A. Với thôi bây giờ mình quành lại đi. Gần ở khu vực bến xe Kim Mã mọi người. Cái này không thể tin được, tại mình không biết là cái gì đó ha. Đúng rồi. Tại vì anh chị nhắn tin nói không rõ thì em xin phép chỉ quay trước nhà thôi. Có người ra thì em biết phải trả lời sao luôn. Xe đông quá mọi người ơi. Buổi chiều nha mọi người, giờ buổi chiều. Kim Mã hả? Có số tại mình không biết hết chưa. Chạy hợp chậm luôn. Đường 2 tháng 9 hả? Cái này giống quán cà phê quá ha. Cái ngôi nhà ngói ngói này nè. Đang sửa sang lại gì á. Còn bên đây là 103A nè. Có cổng. Quán chai Thanh Đạm mà cũng ngày xưa vợ chồng em cũng từng ghé ăn mọi người. Nói chung cũng nấu rất là vừa khẩu vị, ngon. Đó thì em xin phép là quay lại cái khu vực này chậm chậm vậy đó. Thôi đến nay em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Bye bye. Vậy rồi em xin chào mọi người nha. Thì hồi nãy trên đường em đi quay clip cho bà con xem thì em có bắt gặp một chú cũng lớn tuổi á, mà đi ngồi xe lăn mấy cái số mọi người. Thì hôm nay em sẽ lại trích một cái phần tiền của con hát gửi cho em để ủng hộ chú. Chứ lớn tuổi mà cái tuổi theo em nhận thấy á là ở nhà con cháu nó nuôi rồi, còn đi ngồi lấy xe lăn mấy cái số thì rất là tội. Để em tìm chú coi. Thấy chú ngồi đây bán nè. Chắc chú quẹo ở đây quá. Chú quẹo rồi. Rồi chú kìa. Thấy rồi. Có thêm một bà đẩy nữa. Một cô đẩy nữa. Chỉ đâu nhà em nó hơi quậy rồi. Hôm nay nó buồn ngủ rồi. Rồi mua 2 tờ giấy số với ủng hộ chú à. Con chào cô với chào ông. Dạ. Bán vé số hả? Dạ. Dạ, cho con mua 2 tờ vé số đi ông. Dạ. Dạ. Ông thường thường là bán vòng vòng khu vực này hả ông? Đúng. Đây vòng đây không à. Lên bến xe mới mấy lúc này tôi vô trong nhà thương chứ thuốc quá trời. Con lấy đại 2 số này đi. Dạ. Nhà thương hả? Dạ. Thì con cũng như hai mặt cô hát ở bên châu Âu á gửi tặng cho ông. 100.000 mua thuốc uống. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Không có chịu cho đầu đất thì mình đổ ra. Dạ. Bánh hả cho mình đổ ra. Dạ, chúc mẹ. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cho bé may mắn đi học nha. Rồi, lên lớp đi học. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. 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 Cảm ơn.